Đã tắm rửa ở đâu mà nắm? Quần áo bẩn để ở giỏ kia. Sinh hoạt phải có nề nếp nghe chưa? Ăn uống là phải có giờ. Mà anh khó tính quá. Đấy là sạch sẽ ngăn nắp. Vợ, để đấy, mình đi ăn đã. Không được, bây giờ đi ăn, anh phải vào trong tắm rửa, thay đồ khác đã. Em chuẩn bị đồ cho anh rồi đấy. Vợ anh chu đáo quá. Đúng là lấy vợ không nhầm chút nào. Thôi, đứng dậy đi tắm đi, nhanh. Anh, đứng dậy, đi. Anh ra ăn sáng đi, em chuẩn bị xong rồi đấy. Ăn thôi, ăn thôi. Hôm nay súp gà đậu xanh nhá. Ngon, chuẩn như ngoài hàng luôn. Anh có phải trẻ sơ sinh đâu mà em chăm bẵm thế này. Hôm qua súp, hôm nay lại súp. Ăn không phải chỉ để bổ béo mà anh muốn được ngon miệng. Vợ nấu ăn cho chồng nhá, chuẩn tháp dinh dưỡng luôn. Hôm qua thì súp gà nấm ngô, hôm nay á súp đậu xanh gà, chả ngon à, kêu cả nhiều. Bao nhiêu món truyền thống em không nấu cho anh ăn. Thế mà người ăn súp khác gì voi uống phi la tốt. Thôi, chồng ăn đi cho em vui nhá. Thôi, anh không ăn đâu. Đi đâu? Ngồi xuống. Ăn hết bát này em mới yên tâm được. Mai là mình đi hưởng tuần trăng mật đấy. Em đã xin sếp của anh nghỉ phép 5 ngày rồi. Em quản lý cả ngày phép của anh à? Thế anh không muốn em đi chơi với anh à? Từ lúc lấy nhau chưa đi hưởng tuần trăng mật đâu đấy. Anh nói thế này này. Bây giờ công ty của anh có rất nhiều hợp đồng cần gấp. Khi nào anh sắp xếp được sẽ đi sau. Bánh quy này, gạo lứt, một gói chắc đủ rồi. Em, anh về rồi đấy à? Lên trên nhà lấy cho anh cái vali, em xếp đồ vào. Em mua đầy đủ cho anh rồi đấy. Xếp từ bây giờ không ai lại cập dập. Thì vẫn phải đi à? Mình đi du lịch theo tour, ăn nghỉ theo đoàn. Làm gì mà em mang theo nhiều đồ ăn thế này? Đường ruột của anh không tốt, em sợ anh có vấn đề về tiêu hóa, phải chuẩn bị trước chứ. Anh có phải trẻ con đâu mà em chăm bẵm thế này. Lại còn cả khăn tắm nữa cơ. Để dùng cho vệ sinh chứ, ai lại dùng khăn tắm của khách sạn bao giờ. Anh không hiểu sao em lại có cái cách chăm chồng như thế này. Em đang làm như thế này là khiến anh thêm ngột ngạt đấy. Anh sẽ nói chuyện với mẹ em. Anh có phải đàn ông không à? Giận vợ một tí đi mách mẹ à? Này, anh đi đâu đây? Này! Bỏ qua cho vợ con nhá. Nó cứ tưởng chăm sóc như vậy là con vui. Với lại nó được làm chị muộn quá, cho nên... Con chào mẹ, em chào anh chị. Về rồi hả con? Chị Hà đã chuyển lửa về nhà anh rồi đấy à? Ô, cái thằng này. Em bảo này, trước chị ấy cũng chăm sóc em như thế. Hồi bé thì em cảm thấy khoái thật đấy. Nhưng mà lớn lên đi làm rồi có người yêu nữa, em cảm thấy ngột ngạt lắm. Cũng may mà anh rước chị ấy về hộ em. Mẹ. Chị. Anh ấy nói xấu con với mẹ những gì rồi ạ? Con không được coi Khánh giống Tùng. Mà con vừa nghe em nó nói rồi đấy. Nó cũng không chịu được cái sự chăm sóc quá chu đáo của con đâu. Đàn ông ấy phải để cho họ có cái quyền của phái mạnh chứ. Con cái chăm sóc kiểu đấy nó không thích đâu. Nói như vậy, hiểu mẹ một cách nhé. Em, để cho anh được chăm sóc và bảo vệ em.